Ông Huy nhờ. Gọi gì xin cha? Ôi giời, giật mình lên được. Tưởng ông đang làm cái gì. Tại vì đang mải nhìn cái cây này quá đây này. Đang 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 phải hỏi ông Huynh là lúc nãy quay mấy cái cây linh sam. Cây nào cũng ra hoa nhưng mà cây này đợt này lại Có quá hay quá là có hay quá đây đang đu à. đang đu đang đu đang đu đây đây Ôi giời, đây 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 đây. đây Đấy, đây đây đấy cây này đổ đẹp quá ông Huynh ạ. Tuyệt vời luôn. Ngoài cây này Đây. thì đẹp đấy, Chuẩn cây chuẩn răng chuẩn. đẹp, cây này đẹp lắm đấy chứ. Cây này mà bao giờ nó ra hoa này này ông này, hoa kiểu dạng hoa 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 nhiều ấy. Đấy cái này nếu mà ra một Là lần phải thành chạm thành hoa thành một đẹp lắm đấy. cái gọi là thác hoa luôn Ừ, đấy. thác hoa luôn, Đây. chuối hoa. Cái này đẹp đấy, cây này một người bê là hơi nặng đấy. Không nặng đâu, Có nặng không? không nhẹ. À, lại tưởng là nặng tại vì Không, cây to mà chậu cũng ấy, chậu cũng chậu cũng Trung nặng. Quốc ấy, không phải chậu tàu đâu. À, chậu Trung Quốc à? À, chậu Trung Quốc không phải chậu À. tàu. Cái tích này là tích gì ông Huy biết ở chỗ Triệu, chỗ thế mà. triệu. Nghe nói là tích triệu. Được cái ông Huynh ơi. Cái này cũng già đấy ông Huynh ạ. Già, cây già Đẹp lắm. lắm. Cây già đấy. Linh Sam dáng thác đổ ấy. Đẹp thật, ngắm mặt này để mặt này ngắm chơi sớm hết luôn ông Huynh ạ. Đấy, đúng chỗ đây, điểm đây. Đấy. Cây linh sam đổ rất đẹp. Ôi, cũng xin phép anh em này, đây, 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 toàn cái bé, toàn cái bé. Hàng này là hàng gọi là Hàng mini. mini để bàn Nhưng mà tay. đây là không phải linh sam đúng không? Đây là Đây cũng là linh sáp. đây linh sam á? Đó. Sao linh sam này Linh sáp là bằng bé gạo. à Linh sáp bằng gạo. bé tí Đây là mà 86. Đây là song hình. à Nó có đây là 3 song loại. hình này, đây là Đây, hạt gạo, hạt đằng gạo. trong kia là 86 à, 86 Ừ. lá dài dài hơn một Đây, chút đây, à. 86 ở đây, cây hoa này. Đây, cây Ui hoa. dồi ôi, cây này hoa nhiều Đây, thế đây, nhỉ. đây, 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 đây. Đấy, Linh 86 của đây là nó. linh sam 86 đúng không? Ừ, chuẩn đấy. Đẹp nhỉ, công nhận cây này đẹp thế rồi. Đấy. Đây, 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 tôi bê anh em xem này. Đây, 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 Ở đây, đây, đây. đây, đây. Tôi bê trong này, anh em xem này. Đấy. Ấy chuẩn bài rồi. Đẹp Đấy. đúng đúng mỹ mãn luôn đấy, vào trong này nó có cái phông tường nghe, nhìn Ồ, nhìn mới rõ nét được. đúng rồi, nhìn nó khác hẳn này. Đấy, đẹp không? Đẹp, công nhận đẹp. Ừ. Cái này sướng lắm. Cái này anh em nào chưa chốt chốt nhanh đi, chốt nhanh đi, số là 0915426353 nhé, Đẹp chốt nhanh như chốt vẽ nhanh. nhá. Thật sự nếu mà video này mà quay lên mà anh em không chốt nhanh là ấy đó, hết cơ hội luôn á. Đẹp như vẽ luôn. 0915426353. Đây nhá, tôi để ra kia nhá. Rồi ok, tuyệt vời đấy. Cái này bởi vì cây này đợt này cái này hoa đấy đẹp thế. Đây cũng là linh sam 86 đúng không? Đang Đây ra tam nhá, hoa bắt này, đầu để đang bắt đang đầu lún ra lún trái chún này, rồi. bắt đầu lún nhiều lắm ấy. Ừ. Sướng nhỉ, cái loại này chơi hoa đẹp này. Ừ. Mỹ mãn này. Đấy. À đây là bông trang này, cái loại này Trang cũng trang ra. sen, trang sen. Trang sen này, cái loại này lùn lực này. À, lùn được. Đấy. Đấy, đúng được. Cây này đó khoảng vanh phải 22 23. Vâng, cây này đúng một tay bê luôn đó. Một tay luôn đấy. Được không? Với một tay nhẹ. À. Cây này một tay nhẹ. Trang sen. Đây. Đúng chuẩn bài. Đấy. Đấy. Ok, chuẩn chuẩn chuẩn. Này, nói chung là đều là bé nhưng mà sắc nét được. Đây là linh sam chứ đúng không? Ừ, cũng linh sam. Ừ, cây này này. Hôm nọ cắt lăng ra lộc chuẩn bị giao hạ đấy. Rồi, cây này củ này. Cây này mới chất này ông Huynh à. Đây là nó theo tính chất là Chơi bonsai. vâng, chơi chơi cây này này. Vụt dịt hết rồi. Đấy. Đấy. Chiều cao cái này chẳng cao đâu, cái này cao khoảng tầm 25 phân. Cái này đúng bonsai dùn lụt lùn lực đấy. 25 cm. Tàn 30. 30 không hết ạ. Không hết, Tàn 40, 40. 40. Gần 40. Đẹp. Được đấy ông ạ. Quái cây nhìn sướng. Đây. Hồng Ngọc Mai đây, Mai Hồng Ngọc này. Mai Hồng Ngọc, em Mai Hồng Ngọc, không Hồng Ngọc Mai. Cái này bệ củ đây. Đấy. Luôn. Vặt bớt mấy cỏ này đàng đi cho hoàng anh nhá. em Nhá. Đàng hoàng. Cho anh em ngắm đấy, cho anh em ngắm cho. Đấy, đàng chít chát hoa. Đấy. Đấy.
thơm lắm, cần phải hòa thơm lắm. Thơm thật, đúng là thơm. Thơm à? Thơm nước mũi. Mấy hôm nữa nó xài lắm này. Ừ, cái này mấy bữa nay đây nó đang nụ nhỏ, đầy chát, nó chát. Cái này đẹp. Cái này khoảng tuần nữa thì chít chát thì chát. Cái này mà giao lưu với anh em bao tiền, tiết lộ quá. Không. Cái này anh em cứ alo thôi. Nhất định rồi à? Ừ, cứ alo. Vùng kín này, đẹp thật đấy. Cứ alo thôi. Nhưng mà chất. Cái này cứ alo, cái này rụt rịt rồi. Cái này gốc to rồi. Đẹp đấy ông Huỳnh, cái này được đấy, được của nó luôn đấy. Chít chát. Thành lắm cây dạng đúng đang trực, thực sự okay. Đẹp. Tuyệt vời, mỹ mãn. Mà cái loại xanh này mới đấy, loại xanh này mới quái này. Độc đáo này, này hàng này hàng độc đáo luôn. Rồi xin phép này nhá. Vâng. Anh em thật thông cảm này, đúng là con người ta thường nói là chơi chỉ ít thôi. Hàng Nam Điền đấy. Hàng Nam Điền đấy, chơi ít thôi nhưng mà nó có tính chất nghệ thuật cao. Đúng. À. Quái cây. Đẹp không? Nha. Quái cây. Quá đẹp nhỉ. Này, quá đẹp đấy, Nam Điền đấy, này, nó bé tí rồi. Đấy. Hiện Nam Điền kìa. Nhưng mà chưa còn lâu. Nhưng mà loại cây ấy chưa chắc là chất bằng cây này đâu. À, tất nhiên cây này thì nó chất lắm. Cao. Hàng kia thì cũng nuôi thôi nhưng mà còn lâu. Đúng rồi. Ui, cây này đẹp này. Vâng, cây này nhìn sướng luôn này. Đúng rồi. Cây này anh em nào mà kết thì kết luôn này. Đẹp nhỉ. Cũng nghệ thuật cao đấy. Thật, anh em nào quyết thì tôi mà quay hôm nay là cơ hội anh em đấy, anh em xem được là phải có cơ hội chốt đi nhá. Đây Nam Điền thực sự là dáng nghệ thuật cao. 0915246353. Là củ như này cơ mà. Vâng. À. Đấy. Đây là cái tay thủ đấy, để đây này, biết này. Đấy, ok rồi. Đấy. Chuẩn luôn. Được đấy, hàng được đấy. Đẹp chưa? Đây này, nhìn này, sướng không này. Đấy. À, nghệ thuật không này. Tàn đẹp kinh như càng ngày càng đẹp, không nói gì cả. Nó quái cây. Quái, cái này có quá quái. Đây nè, Linh Sam. À, phi thôi, lao. Thế thôi, đây là cái phi lao. Ui, phi lao đẹp nhỉ. Đây, cây này ông mới làm kia đúng không? Ừ, đây, cây mới làm đấy. Đây, đấy. Ông nọ thì ung tùm. À, cây hồng ngọc mai này cũng có quả à, ông Huỳnh? Đây, quả đây, quả đây, quả đỏ đây. À. Đây, quả này. Quả nhìn nó như là quả ấy nhỉ? Quả này không biết có ăn được không? Chắc đấy. Là chín đỏ là ăn được rồi. Thử cả nhá. À, cứ thử đi xem nào. À. Ngọt ngọt à? Có vị ngọt. À, à. Có vị ngọt. Thực sự là ngọt. Hoa này thơm, vâng. Màu sắc này đẹp này, có quả này ngọt này cơ. Thế wow, vâng. Như kiểu đẹp. Đấy, form rất là vừa nhá. Form đẹp. Cổng làng đúng không? Cổng làng. Quá đẹp. Vâng, rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Lần cuối nhá. Cùng để khóa video, tôi đọc cho quý vị số điện thoại của bác Mạc Huỳnh để quý vị liên hệ này. 0915 426 353. Rồi, thân ái và hẹn gặp lại. Xin chào nhé.